Đón đầu xu hướng tuyển sinh, Lim Airlines chính thức mở đường bay tới các trường top cấp 3 Hà Nội với một lộ trình bài bản, trạng 1, tháng 7 đến tháng 12, mục tiêu 7 điểm, hoàn thành kiến thức lớp 9, giải quyết sạch các kiến thức cơ bản, bài tập trung bình, dễ. Trạng 2, tháng 12 đến tháng 3, mục tiêu 8,5 điểm, luyện đề theo từng chuyên đề, chinh phục câu hỏi vận dụng cao. Trạng 3, tháng 3 đến tháng 6, mục tiêu 9 cộng, tổng ôn toàn bộ kiến thức, thực chiến các đề thi chính thức, rèn luyện kỹ năng trình bày, tâm lý phòng thi, cập đất an toàn, bất chấp mọi biến động thi cử, quyền lợi chung cho phụ huynh và học sinh 2K9, 2K10 khi cất cánh cùng Lim Edu, cam kết hạ cánh an toàn, hoàn trả 100% học phí nếu không đạt cam kết, cập nhật 24/7 thông tin mới nhất kỳ thi vào 10 hệ thống tài liệu chuẩn bám sát xu hướng ra đề mới, liên tục tổ chức thi thử, tư vấn chọn trường phù hợp. Từ hôm nay, Lim Edu chính thức mở cửa cho chuyến bay đến trường top cấp 3 với rất nhiều quyền lợi, ưu tiên cho 2K9, 2K10 đặt chỗ sớm. Lim Edu đã sẵn sàng cùng phụ huynh và học sinh cất cánh, đăng ký giữ chỗ và khởi động hành trình sớm từ ngay hôm nay.